Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ về một sản phẩm trừ sâu trên cây trồng cũng rất là tốt. Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân trên cây trồng, những cây trồng khác nhau, đặc biệt cây lúa. Sản phẩm này có tên đó là đu bông Brevathon 5SC. Ở bên trái mình của các bạn thì có cái hộp của sản phẩm. Thì hộp này là nó gồm 10 gói. Một gói là 25 ml, thì 10 gói đó là 250 ml một hộp. Thì hoạt chất chính của sản phẩm Dubon Prevathon này đó là hoạt chất là chlorantraniliprol, hàm lượng đó là 35%. Với hoạt chất này thì công dụng của sản phẩm đó là đặc trị các loại sâu cuốn lá, sâu đục thân trên cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Hiệu lực của thuốc sẽ kéo dài sau ngừng ăn, ngay sau khi trúng thuốc. Thì đối với sản phẩm này thì chúng ta có thể là đặc trị những loài côn trùng sâu, mình sẽ đi vào cụ thể chi tiết. Thứ nhất là sâu cuốn lá, sâu đục thân trên cây lúa. Thứ hai là sâu tơ trên bắp cải. Thứ ba là bọ nhảy trên cải thìa. Thứ tư là giò đục lá, sâu xanh trên cà chua. Thứ năm là giò đục lá, sâu sọc trắng trên cây dưa hấu. Thứ sáu là sâu khoan hại đậu phộng hay cây lạc. Thứ bảy đó là sâu xanh da láng, sâu đục trái hại cái đậu nành đậu tương. Thứ tám đó là sâu xanh da láng hại hành. Thì mình xin đi vào phần tiếp theo là cái phần hướng dẫn sử dụng và liều lượng phun trên từng loại cây. Thì thứ nhất là đối với chỉ con sâu đục thân trên cây lúa, sâu tơ trên cải bắp thì chúng ta pha 1,5 gói cho một bình 16 lít. Thì một gói ở dưới đây các bạn, một gói đó là 25 ml các bạn nhé. Thì các bạn pha một gói rưỡi á cho bình 16 lít. Chúng ta phun hai bình cho diện tích là 1.000 m². Còn đó là diện tích ở miền Nam, còn ở miền Bắc thì chúng ta pha một gói cho một bình 12 lít. Chúng ta phun một bình cho một sào. Tiếp theo là đối với sâu cuốn lá lúa, sâu phao đục bẹ lúa, chúng ta pha một gói. Đối với miền Nam thì chúng ta pha một gói cho một bình 16 lít. Chúng ta phun hai bình cho 1.000 m². Còn đối với miền Bắc thì chúng ta pha hai gói cho 3 bình 12 lít. Chúng ta pha phun một bình cho một sào. Đối với bọ nhảy hại cải bắp thì chúng ta pha hai gói cho một bình 16 lít. Chúng ta phun hai bình cho 1.000 m² đối với miền Nam. Còn đối với miền Bắc thì chúng ta pha một gói cho một bình 8 lít và chúng ta phun hai bình cho 1,5 sào. Thì cũng nhân tiện video này thì mình cũng xin nó cũng cùng hòa chất với sản phẩm Dubon Prevathon này. Quý bà con thường hay gọi là Dubon. Sản phẩm này ngoài một hoạt chất có trong sản phẩm đúng không thì còn có thêm một chất trị sâu sinh học nữa. Vì vậy khi mà các bạn dùng sản phẩm Dubon Revathon mà thì mình cũng chia sẻ luôn là khi mà chúng ta sử dụng thuốc mà thứ nhất, trường hợp thứ nhất đó là chúng ta sử dụng thuốc Dubon Revathon mà nó không nó bị kháng thuốc, hoặc là chúng ta muốn mở rộng phổ thêm để trị thêm một số loại sâu khác cứng đầu hơn, thì chúng ta có thể là dùng cái sản phẩm đó là Volium Tango 063SC. Thì thành phần hoạt chất của sản phẩm Volium này, Volium Tango này, ngoài hoạt chất đó là chlorantraniliprol giống như là sản phẩm đúng không Revathon, thì nó có thêm một hoạt chất nữa đó là amametin. Với amethystine này các bạn có thể trị luôn được cái con nhện. Thì mình xin kéo lên các bạn xem lại mẫu mã của cái sản phẩm Folium Tango này. Tiếp theo là sản phẩm Dubon Revathon, để các bạn nhớ hai sản phẩm này. Các bạn, đây là Dubon Revathon, đây cái hộp là cái gói. Dubon Revathon thì có hai loại, một 15 ml và một loại là 25 ml các bạn nhé. Thì mình xin các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.